Xin chào các bạn, mình tên là Hoàng Mai. Hiện tại thì mình đang là nhân viên bán hàng tại cửa hàng xe máy Bình Yên Lập, có địa chỉ là Tân An 4, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Hiện tại thì đang có một cái chương trình ưu đãi rất là lớn dành cho tất cả các dòng xe. Khi mà các bạn mua xe Honda thì các bạn sẽ được quay thưởng nhé. Quay thưởng này, mua xe, trúng xe. Và cái chương trình mới này thì áp dụng hiện tại là áp dụng từ ngày 15 tháng 11 cho đến ngày 21 tháng 1, 2023. Đó là chương trình triệu lời cảm ơn quà khủng Tết lớn. Thì đối với cái chương trình này ấy, thì khi mà các bạn quay thưởng ấy thì các bạn sẽ có cơ hội là trúng 99 giải đặc biệt SH350i hay là 999 giải nhất xe Vision. Ngoài ra khi mà các bạn mua các dòng xe chẳng hạn như là Way Alpha này, Way Blade này hay là Vision, các bạn không trúng xe thì các bạn sẽ được tặng một thẻ điện thoại trị giá 600.000 các bạn nhé. Và một điều nữa là khi mà các bạn mua xe Winner ấy, thì ngoài cái trả góp lãi suất 0% là vẫn áp dụng rồi, thì hiện tại là sẽ có chương trình là vẫn quay thưởng này. Nếu như bạn không trúng xe này thì các bạn sẽ được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A04s và một chiếc áo phông dành cho 4.000 khách hàng đầu tiên. Và hiện tại là bên Mai đang áp dụng hình thức trả góp với lãi suất rất là ưu đãi, chỉ từ 0,79% thôi. Nên là các bạn có nhu cầu thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với Mai qua số điện thoại 0335 327 749, hoặc ép Zalo với em Mai. Em Mai sẽ tư vấn và báo giá kỹ hơn cho các bạn nhé. Và cái chương trình này thì áp dụng đến Tết đấy ạ. Đây chính là chương trình Tết của chúng ta trong năm nay. Mua xe, trúng xe. Các bạn hãy nhanh tay lên ạ. Và em Mai xin phép được báo giá cho các bạn. Hiện tại thì giá của tất cả các dòng xe thì đang được ưu đãi rất là lớn rồi đấy ạ. Đối với dòng xe Winner thì sẽ có 3 phiên bản. Phiên bản thể thao thì chỉ có một màu duy nhất như ngay bên cạnh em Mai này thôi nhé. Đối với phiên bản này thì bên Mai đang để giá nguyên xe nó chỉ rơi vào khoảng hơn 36 triệu thôi là các bạn đã được sở hữu rồi ạ. Biết đâu khi các bạn mua xe Winner này thì các bạn quay thưởng này, biết đâu lại trúng xe này. Nếu như không trúng xe thì chắc chắn là cũng vẫn được điện thoại Samsung Galaxy A04s. Ngoài ra các bạn sẽ được phần quà của cửa hàng, thứ nhất đó là mũ bảo hiểm này, thứ hai là áo thun này, thứ ba đó là một thẻ Vion, đó là thẻ xem phim đấy ạ, thẻ xem phim miễn phí. Và đối với phiên bản tiêu chuẩn, đối với phiên bản tiêu chuẩn thì chỉ có như ở em Mai đang trưng bày đây là phiên bản tiêu chuẩn là màu đen này. Đối với bản này thì bên Mai đang đẩy giá nguyên xe nó khoảng hơn 34 triệu thôi là các bạn đã được sở hữu rồi ạ. Còn bản đặc biệt có hai màu là màu đen nhám, màu bạc nhám, màu đỏ nhám nữa ạ. Bản này thì bên Mai đang đẩy giá nguyên xe nó chỉ khoảng 36, hơn 36 một chút thôi ạ, là các bạn đã được sở hữu rồi. Trả góp lãi suất 0%. Khi mua xe các bạn sẽ được quay thưởng. Nếu như các bạn không trúng giải đặc biệt là SH350 hay giải nhất là một xe Vision thì các bạn vẫn được tặng điện thoại Samsung Galaxy A04s. Ngoài ra các bạn nằm trong 4.000 khách hàng đầu tiên thì các bạn vẫn được một áo phông này và phần quà khuyến mãi của cửa hàng nữa, đó là mũ bảo hiểm, áo thun và một thẻ Vion, đó là thẻ xem phim các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay trực tiếp với em Mai qua số điện thoại 0335 327 749. Em Mai sẽ hỗ trợ và tư vấn kỹ hơn cho các bạn. Chỉ cần các bạn liên hệ ngay với em Mai thôi, em Mai sẽ tặng cho các bạn cái voucher tiền mặt rất là giá trị, trừ thẳng trực tiếp vào giá xe cho các bạn nhé. Và một dòng xe mà em Mai muốn báo giá trong thời điểm này nữa đó là dòng xe Vision. Hiện tại thì giá của dòng xe Vision thì cũng khá là mềm, ưu đãi đấy ạ. Đối với dòng xe Vision thì nguyên xe chỉ khoảng từ hơn 32 triệu thôi ạ. Còn ngay bên cạnh em Mai đây là bản đặc biệt. Bản đặc biệt này bên Mai đang để giá nguyên xe nó khoảng hơn 35 triệu thôi nhé, là các bạn đã được sở hữu rồi ạ. Các bạn có nhu cầu trả góp thì chỉ cần căn cước công dân và trả trước cho bên Mai từ khoảng 20% giá trị của xe thôi. Bên Mai hiện tại vẫn đang có chương trình lãi suất rất là ưu đãi dành tặng cho các bạn. Và khi mà các bạn mua xe Vision này, các bạn mua xe thì bạn sẽ được quay thưởng. Nếu như các bạn không trúng xe thì các bạn sẽ vẫn được thẻ điện thoại trị giá 600.000 và được phần quà của cửa hàng nữa, đó là mũ bảo hiểm này, áo mũ bảo hiểm và áo mưa và một thẻ Vion các bạn nhé, thẻ xem phim nhé, thẻ xem phim miễn phí nhé. Và dòng xe mà em Mai muốn báo giá trong thời điểm này thì cái giá của nó thì từ đầu năm đến giờ thì phải gọi là giá bây giờ là giá đang thấp nhất rồi đấy ạ. Đó là dòng xe Lead. Dòng xe Lead thì sẽ có 3 phiên bản. Phiên bản đặc biệt thì sẽ có hai màu, đó là màu bạc nhám và màu đen nhám. Đối bản đặc biệt này thì bên Mai đang để giá nguyên xe nó chỉ rơi vào khoảng hơn 41 triệu thôi là các bạn đã được sở hữu rồi. Còn đối với phiên bản cao cấp sẽ có hai màu, đó là màu đỏ mận và màu xanh than. Đối với phiên bản cao cấp này thì bên Mai cũng đang để giá nguyên xe nó chỉ khoảng hơn 40 triệu thôi ạ, là các bạn đã được sở hữu rồi ạ. Khi các bạn có nhu cầu trả góp, chỉ cần căn cước công dân và trả trước cho bên Mai từ khoảng
20% giá trị của xe thôi, các bạn đã được sở hữu rồi nhé. Còn đối với bản tiêu chuẩn thì chỉ có một màu duy nhất thôi, đó là màu trắng. Đối với bản màu trắng tiêu chuẩn của xe Leaf thì bên Mai đang để giá nguyên xe nó chỉ khoảng hơn 36 triệu thôi là các bạn đã được sở hữu rồi ạ. Và một dòng xe mà em Mai muốn báo giá cho các bạn trong thời điểm này nữa là dòng xe A-Blade. Dòng xe A-Blade 125 bản tiêu chuẩn bên Mai đang để giá nguyên xe nó chỉ rơi khoảng hơn 41 triệu là các bạn đã được sở hữu. Nhưng ngay bên cạnh em Mai đây, đó là bản đặc biệt này thì bên Mai đang để giá nguyên xe nó rơi vào khoảng tầm hơn 44 triệu thôi ạ, là các bạn đã được sở hữu rồi ạ. Và tất cả các dòng xe đều được quay thưởng các bạn nhé, đều được quay thưởng ạ. Nhưng ngay bên cạnh em Mai đây là bản cá tính của dòng xe Vision nhé, bản cá tính màu xanh xám. Bản này bên Mai đang để giá nguyên xe thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm hơn 36 triệu thôi, 36-37 triệu thôi là các bạn đã được sở hữu rồi ạ. Và khi mà các bạn mua xe Vision hay là tất cả các dòng xe hiện tại của Honda thì các bạn sẽ được quay thưởng. Nếu như không trúng xe máy này thì các bạn sẽ được một thẻ cào điện thoại trị giá 600.000. Và các bạn sẽ được phần quà của cửa hàng, thứ nhất đó là mũ bảo hiểm, thứ hai là áo mưa, thứ ba sẽ là một thẻ xem phim miễn phí các bạn nhé. Và hiện tại là cái dòng xe S21 thì cũng đang rất là nhiều, và xe thì hiện tại là giá cũng rất là ưu đãi thôi ạ. Như ngay bên cạnh em Mai đây là đó là phiên bản tiêu chuẩn màu đỏ mận đỏ nâu đấy ạ. Bản này thì bên Mai đang để giá nguyên xe chỉ khoảng hơn 59 triệu thôi là các bạn đã được sở hữu rồi nhé. Và chắc chắn là SH1 hay SHI sẽ đều được quay thưởng ạ. Biết đâu chúng ta sẽ lại trúng giải đặc biệt, đó là 99 giải đặc biệt thì bao gồm là 99 xe SH350, hay là giải nhất thì sẽ được nằm trong cái giải đấy thì có 999 chiếc xe Vision. Biết đâu được các bạn sẽ là một trong những khách hàng may mắn ạ. Còn đối với dòng xe SHI thì bên Mai cũng đang để giá rất là ưu đãi thôi. Nó nguyên xe nó chỉ rơi vào khoảng tầm hơn 81 triệu thôi là các bạn đã được sở hữu rồi ạ. Đây là showroom trưng bày, thì ở showroom này thì nó hơi chật một chút, cho nên là bên Mai đang để một số dòng xe thôi ạ. Và hiện tại là cái chương trình ưu đãi đang áp dụng cho đầy đủ tất cả các dòng xe, không thiếu một dòng xe nào các bạn nhé. Và cái chương trình test của chúng ta ấy, thì sẽ có chương trình thứ nhất đó là khi mà các bạn mua xe thì các bạn sẽ được quay thưởng giải đặc biệt là 99 chiếc xe SH350i, giải nhất là 999 chiếc xe Vision. Còn khi mà các bạn mua xe, chẳng hạn như sẽ mua xe Way Blade này, Way Alpha này, mua xe Vision, các bạn không trúng xe thì các bạn vẫn được tặng một thẻ cào điện thoại trị giá 600.000 cho tất cả các nhà mạng. Và một cái dòng xe mà em Mai muốn nhấn mạnh nữa là dòng xe Winner. Dòng xe Winner thì hiện tại bên Mai vẫn chạy chương trình đó là trả góp lãi suất 0%. Và khi mà các bạn mua xe Winner, các bạn vẫn được quay thưởng bình thường. Nếu như các bạn không trúng xe thì các bạn sẽ được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A04s. Và các bạn nằm trong 4.000 khách hàng đầu tiên thì các bạn sẽ được tặng thêm một áo phông nhé. Và hiện tại khi mà các bạn mua xe tại cửa hàng, các bạn sẽ được rất nhiều phần quà, mũ bảo hiểm, áo mưa hay áo thun, hay là ba lô này, hay là một cái thẻ xem phim miễn phí ở trên kênh Vion. Và các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với em Mai qua số điện thoại 0335327749. Em Mai sẽ hỗ trợ và tư vấn kỹ hơn cho các bạn nhé. Hoặc là add Zalo với em Mai ngay ạ. Em Mai sẽ hỗ trợ tư vấn kỹ hơn nhé. Bây giờ em Mai sẽ xuống dưới kho xe cho các bạn xem đầy đủ được tất cả các dòng xe của bên Mai hơn ạ. Thì em Mai đang đứng ở dưới kho xe. Dưới kho xe này thì các bạn có thể xem được đầy đủ tất cả các dòng xe và các màu hơn nhé. Ở trên showroom thì nó hơi chật một chút. Nhưng ở dưới kho xe thì bên Mai đang cho các bạn xem đây chính là bản Leaf này, xe Leaf này, bản đặc biệt màu đen nhám nhé. Đối với bản đặc biệt đen nhám này thì bên Mai cũng đang để giá cũng khá là ưu đãi thôi ạ. Giá nguyên xe hiện tại nó chỉ rơi vào khoảng hơn 41 triệu thôi là các bạn đã được sở hữu rồi nhé. Còn hiện tại là như chiếc xe này là khách hàng đã đặt rồi đấy ạ. Khách hàng đã đặt trước 30% giá trị của xe rồi để giữ giá, giữ xe, giữ được chương trình khuyến mãi. Hôm nào có biển số đăng ký thì chỉ việc dắt xe về thôi ạ. Như chiếc xe này ấy, thì bên Mai có lắp đầy đủ tất cả các phụ kiện cho khách hàng. Khách hàng có nhu cầu lắp mặt nạ này, khung quay inox hay lên sport vành đen rồi, hay là khách hàng có nhu cầu lắp gương trang trí thì bên Mai đã hoàn thiện đầy đủ tất cả cho khách hàng rồi ạ. Chỉ chờ ngày đẹp để khách hàng dắt xe về thôi ạ. Các bạn muốn biết thêm chi tiết về những cái phụ kiện này thì hãy liên hệ ngay với em Mai qua số điện thoại 0335327749 nhé. Em Mai hỗ trợ và tư vấn kỹ hơn cho các bạn. Trả góp thì đơn giản thôi ạ. Chỉ cần căn cước công dân, chỉ cần có căn cước công dân phải trả trước cho bên Mai từ 20% giá trị của xe thôi. Và bên Mai cũng sẵn sàng là lên hồ sơ online trước cho các bạn cũng được ạ. Nếu như các bạn ở xa, hồ sơ thì duyệt nhanh chóng khoảng 15-20 phút thôi là các bạn đã được sở hữu xe rồi đấy ạ. Và cái dòng xe
Mà em Mai ở trên showroom trưng bày thì em Mai chưa cho các bạn xem màu, đó là dòng xe bản tiêu chuẩn màu đỏ đen ạ. À, đối bản này thì bên Mai đang để giá nguyên xe nó chỉ khoảng hơn 41 triệu một chút thôi ạ, là các bạn đã được sở hữu rồi nhá. Hay là đây chính là bản đặc biệt xe Vision. Bản đặc biệt của dòng xe Vision thì chỉ có một màu duy nhất thôi ạ, đó là màu xanh nhám như các bạn xem ở đây. Bản này thì bên Mai đang để giá rất là ưu đãi thôi ạ. Giá rất rất ưu đãi. Bản này thì bên Mai đang để giá nguyên xe nó chỉ rơi vào khoảng tầm 35, hơn 35 triệu thôi là các bạn đã được sở hữu rồi. Và khi mà các bạn mua xe thì tất cả các dòng xe bên Mai đều thực hiện quay thưởng ấy ạ. Mua xe, trúng xe. Và biết đâu rằng các bạn sẽ là một trong những khách hàng may mắn. Và đối với dòng xe Wenfa thì hiện tại bên Mai đang đầy đủ tất cả các phiên bản các màu nhé. Đối với Wenfa thì Honda sản xuất hiện tại chỉ có 4 màu thôi ạ. Màu trắng này, màu đỏ, màu xanh than hay là màu đen đấy ạ. Và giá nguyên xe thì nó dao động trong khoảng từ hơn 19 triệu ạ. Dao động trong khoảng từ hơn 19 triệu tùy theo màu các bạn nhé. Tùy theo màu ạ. Chắc chắn là mỗi màu chẳng hạn như là màu trắng và màu đỏ thì giá nguyên xe của nó sẽ bằng nhau. Nhưng còn đối với bản màu xanh than hay là màu đen thì giá sẽ chênh lên một chút thôi. Các bạn có nhu cầu biết thì có thể liên hệ ngay với em Mai. Và hiện tại là bên Mai cũng có cả bản thể thao nhé. Bản thể thao là bản vành đúc này. Bản vành đúc thì sẽ chênh so với bản vành nan nó khoảng 1 triệu thôi ạ. Và bên Mai vẫn áp dụng hình thức lãi suất ưu đãi 0,79% thôi. Các bạn hãy liên hệ ngay với em Mai. Hay là đối với dòng xe số mà em Mai muốn báo giá cho các bạn nữa, đó là dòng xe Way RX. Đối với dòng xe Way RX này thì nguyên xe nó chỉ rơi vào khoảng từ hơn 22 triệu thôi là các bạn đã được sở hữu rồi nhé. Và dòng xe Fuel thì có hai bản, nguyên xe nó chỉ dao động trong khoảng từ hơn 31 triệu thôi là các bạn đã được sở hữu rồi. Còn đối với bản vành đúc phanh đĩa như đây thì nguyên xe nó rơi khoảng hơn 35 triệu. Tắt đi ạ. Và hiện tại thì áp dụng cho tất cả các dòng xe nào cũng được quay thưởng các bạn nhé. Biết đâu rằng các bạn sẽ trúng giải đặc biệt nằm trong 99 khách hàng trúng chiếc xe SH350i hay là nằm trong 999 khách hàng trúng xe Vision. Ngoài ra khi mà các bạn quay thưởng ấy, đối với dòng xe Wenfa, Wayblade hay Vision, các bạn không trúng xe thì các bạn sẽ được tặng một thẻ cào điện thoại trị giá 600.000 dành cho tất cả các nhà mạng các bạn nhé. Và hiện tại khi mà các bạn mua xe số thì chắc chắn là ngoài cái phần thưởng quay thưởng ra thì các bạn vẫn sẽ được là mũ bảo hiểm này, áo thun này, áo mưa hoặc là ba lô hay là cái thẻ xem phim miễn phí các bạn nhé. Còn hiện tại là khi mà các bạn tham gia quay thưởng đối với dòng xe Winner ấy, thì chắc chắn là nếu như mà không trúng xe thì các bạn sẽ được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A04s và nằm trong 4.000 khách hàng đầu tiên thì các bạn sẽ được tặng thêm áo phông nữa ạ. Và vẫn được chọn phần quà của cửa hàng. Hiện tại là trong cái thời điểm này thì quà rất là nhiều đấy ạ. Và bên Mai đang áp dụng hình thức trả góp lãi suất rất là ưu đãi dành cho tất cả các dòng xe. Rất là hấp dẫn, chỉ có từ 0,79% thôi ạ. Còn riêng đối với dòng xe Winner thì bên Mai vẫn đang để hình thức ưu đãi, đó là hình thức trả góp 0% lãi suất đấy nhá. Hiện tại dưới kho xe thì đang đầy đủ tất cả các cái màu, các phiên bản các dòng xe. Đối với A-Blade thì bản đặc biệt màu đen nhám thì chỉ có bản đặc biệt thì chỉ có một màu duy nhất là đen nhám thôi ạ. Giá xe rất là ưu đãi, hiện tại giá nguyên xe chỉ rơi vào khoảng tầm hơn 44 triệu thôi. Đối với bản tiêu chuẩn nguyên xe chỉ khoảng hơn 41 triệu thôi ạ. Trả góp nhanh chóng, chỉ cần căn cước công dân, trả trước từ 20% giá trị của xe và hình thức lãi suất rất là ưu đãi. Còn đối với cái dòng xe Lead, dòng xe Lead bản đặc biệt thì bên Mai cũng đang để giá nguyên xe nó chỉ rơi vào khoảng tầm hơn 41 triệu thôi. Bản cao cấp thì nó chỉ nhỉnh hơn, đối với tất cả các bản cao cấp hay bản đặc biệt thì giá xe hiện tại thì nó chỉ nhỉnh một chút thôi ạ, nó không chênh so với là bao nhiêu cả. Còn đối với dòng xe Lead bản tiêu chuẩn thì bên Mai đang để giá nguyên xe nó chỉ rơi vào khoảng hơn 36 triệu thôi ạ, là các bạn đã được sở hữu rồi. Nhưng đối với một số bản chẳng hạn như các bạn có muốn lên sport vành đen này thì nó sẽ chênh so với bản vành trắng là 1,3 triệu nhá. Hay là lắp thêm những cái mặt nạ hay là bộ trang trí khung quay, những cái đấy thì các bạn muốn biết thêm chi tiết thì liên hệ ngay với em Mai qua số điện thoại 0335327749 hoặc add Zalo với em Mai sẽ hỗ trợ và tư vấn kỹ hơn cho các bạn ạ. Và cái dòng xe trong thời điểm này nhiều ưu đãi, dòng xe Vision bản cá tính thì có hai màu, đó là màu đen đỏ và xanh xám. Bản này thì bên Mai cũng đang để giá rất là ưu đãi đấy ạ. Nguyên xe nó chỉ rơi vào khoảng tầm hơn 37 triệu thôi là các bạn đã được sở hữu rồi. Bản đặc biệt nguyên xe chỉ khoảng hơn 35 triệu thôi ạ. Đấy, bản tiêu chuẩn thì chỉ có một màu duy nhất là khóa chìa thôi nhé. Đối với bản tiêu chuẩn Vision chỉ có một màu là màu trắng này.
Bản này thì bên Mai đang để giá nguyên xe, nó rơi vào khoảng hơn 32 triệu thôi là các bạn đã được sở hữu rồi. Và khi mà các bạn mua xe Vision thì các bạn sẽ được quay thưởng mua xe trúng xe, giải đặc biệt là một chiếc SH350, giải nhất là được một chiếc xe Vision sành điệu. Và khi mà các bạn quay thưởng các bạn không trúng xe thì các bạn sẽ được tặng một thẻ cào điện thoại trị giá 600.000 dành cho tất cả các nhà mạng. Và các bạn có nhu cầu trả góp thì chỉ cần căn cước công dân thôi ạ. Và trả trước từ 20% giá trị của xe. Và hiện tại thì bên Mai vẫn áp dụng cái hình thức trả góp rất là lãi suất rất là ưu đãi hấp dẫn, chỉ từ 0,79% thôi ạ. Và khi mà các bạn mua xe thì phần quà của cửa hàng thì rất là đa dạng và ưu đãi. Đợt này thì rất là nhiều đấy ạ. Mũ bảo hiểm này, hay là áo mưa này, hay là một thẻ xem phim miễn phí này, hay là ba lô, các bạn thoải mái chọn nhé. Và đối với dòng xe Winner, cái dòng xe Winner này khi mà các bạn mua xe này trả góp thì trả góp lãi suất 0% này và vẫn được quay thưởng ạ. Nếu như mà các bạn không trúng xe thì các bạn sẽ được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A04s. Và nếu như các bạn nằm trong 4.000 khách hàng đầu tiên thì các bạn vẫn được tặng thêm một chiếc áo phông nữa đấy ạ. Và vẫn được nhiều phần quà của cửa hàng rất là ưu đãi. Và giá xe của dòng xe Winner này thì sẽ có 3 phiên bản. Bản tiêu chuẩn nguyên xe ngày hôm nay thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm hơn 34 triệu thôi là các bạn đã được sở hữu rồi. Đối với bản đặc biệt thì nó chỉ rơi vào khoảng 35, chỉ rơi vào khoảng tầm 36 triệu thôi là các bạn được sở hữu. Còn bản thể thao thì nó chỉ rơi khoảng 36, hơn 36 một chút thôi ạ, không chênh so với bao nhiêu cả. Các bạn có muốn biết thêm chi tiết thì liên hệ ngay với em Mai nhé. Hoặc các bạn ở những xã xa một chút, ở chẳng hạn như ở Minh Hòa, Ngọc Đồng, Ngọc Lập, Trung Sơn, các bạn cứ gọi điện ngay cho em Mai qua số điện thoại 0335327749 hoặc add Zalo với em Mai. Em Mai sẽ hỗ trợ và tư vấn kỹ hơn cho các bạn nhé. Và đặc biệt em Mai sẽ tặng cho các bạn cái voucher tiền mặt rất là trị giá, giá trị đấy ạ, trừ thẳng trực tiếp vào giá xe cho các bạn. Và dòng xe S21 hiện tại, S21 thì đang về rất là nhiều, đầy kho luôn đấy ạ. Và giá dao động trong khoảng từ hơn 59 triệu thôi là các bạn đã được sở hữu rồi ạ. Và SH1 này thì sẽ có 3 phiên bản, thoải mái cho các bạn lựa chọn nhé. Còn SHI, đối với dòng SHI này sẽ có 3 màu chủ đạo cho các bạn lựa chọn, đó là màu đỏ đô hay đỏ mận này, màu trắng và màu đen. Và giá nguyên xe của bản 125CBS nguyên xe nó chỉ rơi khoảng tầm hơn 80 triệu thôi. Còn ABS thì nó rơi vào khoảng tầm hơn, khoảng độ tầm 92 triệu là các bạn đã được sở hữu rồi. Và các cái phiên bản thì nó sẽ chênh nhau một chút. Các bạn có nhu cầu biết thêm chi tiết thì hãy liên hệ ngay với em Mai qua số điện thoại 0335327749 hoặc add Zalo với em Mai. Em Mai sẽ hỗ trợ và tư vấn kỹ hơn cho các bạn. Và hiện tại bên Mai đang thực hiện chương trình rất là ưu đãi, đó là các bạn khi các bạn mua các dòng xe Honda như các bạn thấy ở đây ạ, các bạn sẽ được quay thưởng ạ. Dòng xe nào các bạn cũng được quay thưởng nhé. Và trả góp lãi suất ưu đãi có từ 0,79% thôi ạ. Và sẽ được rất nhiều phần quà của cửa hàng, mũ bảo hiểm, áo mưa, áo thun hay là thẻ xem phim miễn phí, hay là bao lô cho các bạn lựa chọn đấy ạ. Đầy đủ tất cả các dòng xe, dòng nào cũng được quay thưởng. Đặc biệt đối với dòng xe Wayne, Wayblade hay dòng xe Vision, khi mà các bạn quay thưởng, các bạn không trúng xe thì các bạn sẽ được tặng một thẻ cào điện thoại trị giá 600.000 tất cả các nhà mạng và được nhiều phần quà của cửa hàng nữa ạ. Còn đối với dòng xe Winner, các bạn quay thưởng mà các bạn không trúng xe thì các bạn sẽ được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A04s. Và nằm trong 4.000 khách hàng đầu tiên thì các bạn vẫn được được thêm một chiếc áo phông nữa ạ, và nhiều phần quà của cửa hàng. Đối với riêng với dòng xe Winner thì bên Mai đang chạy chương trình đó là trả góp với lãi suất 0% các bạn nhé. Vậy các bạn hãy nhanh tay liên hệ ngay với em Mai sẽ hỗ trợ và tư vấn kỹ hơn cho các bạn nhé. Hiện tại thì em Mai đang báo giá và cho các bạn xem đầy đủ được tất cả các dòng xe và các màu và các phiên bản. Có nhu cầu thì anh liên hệ ngay với em Mai ạ.